chào tất cả mọi người, chúng ta đã cùng quay trở lại với Auto 365. Và cứ mùa hè đến là bên em nhận được rất là nhiều câu hỏi. Nào là em ơi, mùa hè đến rồi, em có thể tư vấn cho anh một cái gói phim cách nhiệt nào đó tốt nhất không? Còn mấy chị nữ thì cứ hay than với em là em ơi, tư vấn cho chị gói phim cách nhiệt nào. Chứ mà chị ngồi trong xe á, từ da màu trắng mà chuyển sang da màu ngâm, rác hết cả da. Và ngày hôm nay thì bên em đang có một chiếc Brzo dán phim cách nhiệt 3M phần kính lái với mã là CR50. Và ngay bây giờ xin mời mọi người hãy cùng theo chân em để xem là các anh kỹ thuật viên bên em thi công phần dán kính lái cho chiếc Brzo này là như thế nào nha. Trước khi bắt đầu quá trình dán phim thì xe sẽ được các anh kỹ thuật viên bên em vệ sinh sạch sẽ trước. Sau đó sẽ được mang xe vào trong phòng đạt tiêu chuẩn dán phim, một cái phòng kính để hạn chế tối đa được những cái hạt bụi rơi vào tấm phim làm ảnh hưởng đến quá trình dán phim. Và bên em thì luôn đầu tư nâng cấp trang thiết bị cũng như là cơ sở vật chất để cho khi khách hàng mang xe đến bên em làm dịch vụ luôn có được một cái mức độ hài lòng nhất. Do là phần kính lái sẽ có một độ cong nhất định cho nên trước khi dán phim thì các anh kỹ thuật viên của bên em sẽ tiến hành quá trình sấy lấy phơm. Sau đó các anh sẽ tiến hành bóc tách tấm phim ra, đưa vào bên trong phần kính lái rồi dán tấm phim lên. Do là anh chủ chỉ dán phim mỗi phần kính lái thôi cho nên là quá trình thi công khá là nhanh, chưa đầy 30 phút nữa. Và mọi người ơi, bây giờ đã là 4 giờ rưỡi chiều rồi. Nhưng mà thật sự phải nói là ngoài trời bây giờ đang còn rất là nắng. Và hiện tại bên ngoài trời, máy đang đo được chỉ số tia UV đâu đó lên đến hơn 100%. Và ngay bây giờ em sẽ đưa máy test thông số lên cái phần kính lái đã được dán phim cách nhiệt 3M mã CR50 để xem chỉ số tia UV ngay lúc này là như thế nào nha. Mọi người đang thấy ở đây là 100% nha, chỉ số tia UV. Đây, em đưa vào bên trong thì tia UV lúc này nó rơi xuống còn 0%. Và điều này đã chứng minh được là phim cách nhiệt 3M với mã CR50 có khả năng cách nhiệt và khả năng chống tia UV cực kỳ tốt. Và tia UV lúc này khi mà em ngồi trong xe đã hầu như rơi xuống còn không, tức là đã loại bỏ được hầu như tia UV. Phim cách nhiệt 3M sẽ được bên em bảo hành trong thời gian là 10 năm với những tiêu chí như là không bong tróc, không phồng rộp, không rạn nứt bề mặt phim. Và các anh chị, chúng ta đang đi xe ô tô, chúng ta đang tìm một cái giải pháp để cứu làn da của chúng ta, cứu được nội thất bên trong xe, tránh khỏi cái nắng của mùa hè oi bức, thì mình có thể để lại thông tin bên phía dưới phần bình luận. Mình đang đi dòng xe nào, đời bao nhiêu, để bên em có thể tư vấn cho mọi người một cách kịp thời và nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!